Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Nikon De Balakul, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Chúc mừng đại sứ đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan, góp phần không nhỏ vào việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước, hướng tới việc thúc đẩy nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Về hợp tác quốc phòng thời gian qua, hai bên coi trọng và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng, tham vấn, giao lưu giữa các quân binh chủng, đào tạo, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM-ADMM+. Bộ trưởng Phan Văn Giang cảm ơn những đóng góp của đại sứ và tin tưởng với sự hiểu biết sâu rộng về văn hóa, đất nước, con người và quân đội nhân dân Việt Nam. Ngài đại sứ sẽ luôn hoàn thành xuất sắc công việc trên mọi cương vị công tác, luôn là người bạn thân thiết, không ngừng đóng góp và vun đắp quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa Việt Nam và Thái Lan. Cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang dành thời gian tiếp, Ngài Nikon De Balakul nhấn mạnh. Trong nhiệm kỳ công tác của mình, đã chứng kiến nhiều thành tựu trong mối quan hệ giữa hai nước, khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng vững chắc giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan là nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác cùng phát triển. Ngài đại sứ trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã luôn hỗ trợ, tạo điều kiện để cá nhân ngài hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời khẳng định dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước.